Hey yo anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình là Harry đây các bạn ơi. Yeah, hôm nay mình sẽ làm video Minecraft, nhưng không phải là Minecraft, nhưng nó cũng hơi hơi Minecraft, nhưng thực sự nó là Minecraft. Ok, thì mình đùa thôi các bạn ơi. Thì mình hứa với các bạn rồi, thực sự là bác cái sức mình sẽ có một cái lễ hội gì đó, một cái sự kiện gì đó mình tổ chức giải bét của các bạn. Nhưng bây giờ thì kinh phí bây giờ mình đang hơi là nờ các bạn ơi, cho nên bây giờ mình chưa đủ kinh phí để mình làm bét của các bạn nhé. Nên chúng ta trở lại ở 4k sub cho mọi người ơi. Và mình cũng đã nói với các bạn rồi là ở cột mốc từ 1k sub đến 10k sub thì mình luôn luôn có một cái sự kiện gì đó hấp dẫn các bạn coi. Và 3k sub mình sẽ show phòng nha mọi người ơi. Thì clip này mình chắc cũng là hẹn các bạn hơi bị lâu các bạn này, hẹn tầm khoảng phải là 2-3 tháng đấy các bạn. Ok, rồi thì đây là sự kiện 3k sub nha mọi người. Và trước video đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe và đừng quên nhấn vào cái chuông nha mọi người. Và hãy giúp được 120 like nha mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta vào video nào, let's go. Ok, và đây chính là căn phòng của Harry nha các bạn ơi. Thì phòng này tầm khoảng là 8m2 thôi các bạn này, rất là nhỏ các bạn ạ. Bên đây chính là cái đường mua của mình khá là hẹp. Ok, thì vô đầu tiên thì đặt vào mắt chúng ta sẽ có một cái tủ các bạn, đồ quần áo là cũng là tủ bỏ giấy sách của mình luôn. Đây, hello các bạn nhá. Đây thì tủ áo này thì các bạn thấy đây là một nơi cái tủ bỏ quần áo các bạn ạ. Đây, quần áo rồi gọi là quần áo gì ta, áo mùa đông ấy. Đây còn là hè, còn cái này sách vở các bạn. Đây, sách vở bỏ như này hết các bạn ơi. Đó, thì mình phòng khá là hẹp cho nên mình luôn tiền là các bạn ạ, luôn tiền ấy, thì mình đã bỏ trong này luôn, mình không cần bỏ vô khác nữa các bạn. Đấy, thì tiếp theo thì đây là một cái tủ quần áo để mình đi chơi các bạn. Thì trong này thì có mấy quần dài, áo phông, rồi áo sơ mi, blazer, rồi là varsity này nọ các bạn. Đấy, thì hai dưới này thì cái này thì không được mở ra các bạn nhé. Ok, còn cái này thì là mỗi cái bó cái dụng cụ như là trang các bạn, keo rồi mấy cái đạp vào bạc ấy, nó về cùng người khá là nhiều các bạn. Đấy, không sẽ có gì cả. Đây là một chiếc giường với một tông xám các bạn. Giường này thì khá là êm và mình có thể ngủ trên này. Không thì mình thời gian này mình ngủ trên này các bạn ạ. Mình ngủ dưới đất các bạn này. Đa số mình ngủ dưới đất thôi các bạn. Đấy, tại vì sao? Tại vì ngủ trực nóng các bạn này. Và dưới này thì có một cái led các bạn này, dễ led màu xanh. Thì mình dán cái led dưới này tại vì mình không dán sâu các bạn, dán sâu thì mình làm quá. Ok, thì ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái quạt nước các bạn nhé, một cái quạt nước các bạn ấy, để cho nó thổi vô và mình nóng chết. Đây chính là cái khu mà các bạn có thể nói là khá là nhìn thấy ở trong stream của tôi. Thì ở dưới này thì cũng có khá là nhiều đồ. Cái này thì có tai nghe các bạn, đây là chuột này, đây, chuột này của các bạn, có em mình các bạn, đây là flycam. Ở dưới này thì có bộ làm nail nữa, và đây là cái đèn mà bồ tôi tặng các bạn này. Còn cái này là con chuột full light mình đang dùng đấy các bạn này. Cái này có một đèn hoàng hôn nữa các bạn ơi. Đó, và dưới này thì đây là một cái laptop, và bên này là một bộ truyện drum ball các bạn, anh bi rồng. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai bức tranh của Goku Super Saiyan Blue và thủy chủ Tomioka Giyu các bạn. Đây, đây là hai nhân vật khá là thích, và lại nó là tôm xanh các bạn, tôm blue ấy, nên mình rất là thích luôn các bạn. Cái này thì căn răng Kavan các bạn nhé. Đây các bạn thấy là nó làm rất là chi tiết các bạn, nét lắm các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Đấy, răng Kavan cho nên nó thật các bạn là nó làm khá là tốt, và một tấm nít này tầm khoảng 70 mấy ngàn, 90 ngàn đến 90 ngàn các bạn. Đấy, bạn thấy cái đẹp không? Ui, nó đẹp thật sự luôn đấy mọi người ạ. Này, đẹp lắm luôn đấy các bạn. Đấy, rất là nét các bạn ơi. Đó, ok, thì chắc là đến cái chỗ các bạn thích nhất rồi nhỉ. Đây chính là góc của các bạn làm việc các bạn này, nơi mà chúng ta làm ra những video đấy, những buổi stream đấy, nơi là chúng ta làm nó xiền các bạn, nó đi tiêu hàng ngày. Ok, thì đi vô luôn. Đây chúng ta có một cái loa các bạn. Đây là một cái loa mình mua được tặng. Thì loa này tầm giá từ khoảng 2 triệu đấy các bạn. Đấy. Còn đây chính là ghế gaming. Đây là một cái ghế của Ira các bạn này. Nó mình mua bữa là 2 triệu 8, nhưng mà được giảm còn 2 triệu rưỡi các bạn này. Đó là cái ghế da các bạn nhé. Đấy, nói chung mình dùng cũng gọi là bình thường hơn, nhưng mà nó khá là màu, nó khá là kiểu được đấy, mình thấy khá thích màu này vì kiểu nó xám xám tối tối các bạn. Đấy, rồi thì ghế này thì nói chung là cũng chắc có gì đặc biệt cả, nó khá là êm. Đây, và thanh ghế này là trên người thanh sắt các bạn. Đây, nên cái việc mà gọi là gãy không bao giờ các bạn ấy, sắc kia nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Đấy, Ira là khói ban rồi. Đó, ok, thì bên đây thì nó sẽ có đồ ăn các bạn, ăn vặt rồi remote để mà có điều khiển cái điều hòa, nhưng bây giờ trời buổi tối rồi các bạn, nên bây giờ mình cũng chả có điều hòa làm gì. Đấy, bên này thì có sữa Milo, bên này thì có sữa Milo các bạn, rồi và muối này mọi người. Đấy, muối để mà mình ngồi mình chấm mình ăn. Đây, đây là có một cái loa các bạn, cái này là từ loa lên đấy các bạn. Còn đây là cái Cái lưng các bạn thì mình bỏ dưới này luôn, mình không dùng ấy. Ok, ở đây thì mình sẽ nói từ dưới các bạn nhé. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái thùng PC. Thùng này thì mình gọi là không đăng cái gì nhiều các bạn. Mình sẽ đọc cái hình cho các bạn xem nhé. Cái hình thì nó là i3 12100F và cái hình là GTX 1650, một SSD 128GB và 1,5TB HDD, có nghĩa là 1.500GB các bạn. Đây còn cái này thì nói chung mấy cái lặt vặt các bạn 16GB ra, nó chưa có vậy thôi. Đó. Trên này thì chúng ta có hai cái màn hình, một cái màn hình của Samsung, mình cũng quên tên mã rồi các bạn, nhưng mà bữa mình mua thì tầm khoảng giá tầm 2 triệu ấy các bạn. Đây, còn lấy cái màn hình của Gigabyte các bạn, đây một cái màn hình thấy là gọi là phê phê nhất các bạn. Đó. Đây là cái màn hình 165Hz, là mã nó là G24F các bạn, và giá nó mua tầm khoảng 5 triệu các bạn nhé. Đấy, thì màn hình này thì được reset cho 3 triệu rưỡi, còn lại là mình bỏ ra để mua ấy. Còn nói chung là cảm ơn reset rất nhiều nha, reset nhá. Ok, thì một cái bàn phím các bạn, đây là một cái bàn phím Ira 387. Mình đã lúc lại và custom nó như thế này. Đấy, nói chung là nghe tiếng cũng khá là ồn các bạn, dành là mình chưa lúc lại nên tiếng nó hay là cạch. Đấy, tiếng nói như thế này các bạn. Đó, và đây một cái full length mình đã từng review rồi nha mọi người ơi. Đấy, bên này có một cái ổ cắm để mình sạc iPhone các bạn, nhưng mà đây hiện tại dây đang đây rồi các bạn. Đấy, ok, rồi. Đây là một cái mic DM900, nói chung là cái mic này đi theo mình gọi là 4 năm làm YouTube rồi các bạn. Đấy, đi theo mình rất là dài nhưng nó vẫn còn rất là ngon, với lại mình đang nghèo cho nên mình chưa tiền để đổi mic các bạn. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái cái giá đỡ trang trí các bạn để mình stream ý. Đây thì có một mô hình của Kakashi, Hatake Kakashi. Đó, và đây sẽ có một cái remote điều khiển cái flycam, mình bỏ đây cho nó là đẹp cái face. Rồi, đây là một cái gì đó, cái xương rồng ấy các bạn. Đó, và đây là mô hình thôi các bạn nhé, không phải là thiệt đấy. Là một cái Rubik. Trên này là một cái bộ main H610 của Gigabyte và một con i3 12000. Thì tại sao ấy các bạn hỏi là Harry không mua i5 đi. Thì khi mà mình đánh giá xong ấy, mình đã tìm hiểu đến mạng rất kỹ thì mình thấy con i3 12000 nó mạnh hơn con i5 11 rất là nhiều về mạng chơi game các bạn ạ. Ấy, và làm việc nó cũng mạnh hơn luôn. Nó chỉ thua một cái thời gian render thôi các bạn. Đó, mà mình không có thời gian render nên mình chọn con này, tại vì con này rất là mạnh. Nó mạnh hơn cả i5 11 các bạn. Cũng hiểu nó mạnh như thế nào rồi các bạn nhá. Đấy. Và đang cực kỹ đi thôi. Vậy là ok các bạn nhá. Ok, và đây dưới này thì có một cái tai nghe các bạn. Tại nghe cái này thì mình mua tầm khoảng có 100k thôi, nhưng mà thực sự nó nghe rất là tốt các bạn, nó nghe đeo rất là ngầu chứ mà anh Hàn Quốc chứ các bạn, vì nó đeo ngầu đó các bạn ạ. Các bạn thấy stream mình các bạn thấy biết được là âm thanh của nó rất tốt cho nên nó nghe ngang âm thanh của con tai nghe này các bạn. Đấy, nó nghe hay như con này luôn các bạn, đủ hiểu nó rất là tuyệt vời. Con này 200, con này 100 thôi nha mọi người. Đấy, đây thì có cái tai nghe mình mới mua cho bồ mình các bạn, thì mình chưa đưa cho mình được. Đây có ví, trong ví thì nói chung là có thẻ gì đó nhưng mà không có tiền đấy các bạn. Đây còn được vài ngàn. Toàn tiền lẻ thôi mọi người. Đây, thấy chưa, nghèo chưa, chỉ toàn tiền lẻ thôi mọi người ạ. À, đây thấy chưa, tiền lẻ không các bạn, tiền lẻ bao nhiêu làm gì có tiền chẵn đâu. Đấy, đây có căn cước công dân các bạn. Đấy, thấy chưa, xin chưa các bạn. Đấy, đây là một cái sạc dự phòng đó, và chai nước hoa. Nước hoa xịt của đi chơi mình cần. Còn đây là một cái ly nước các bạn. Ly nước này thì mình hay dùng để uống nước trong stream, tại vì nó giữ nhiệt đấy các bạn. Đấy, rất là tốt nhưng mà hơi nhỏ các bạn, sao làm sẽ mua cái to hơn để hết tiền các bạn. Ok, thì vậy đó là sạc. Và trong máy mình thì có gì các bạn? Trong máy mình thì có những từ game như là bi rồng nè, Crystal Layer nè, Filter Layer nè, rồi Adobe Premiere nè, Adobe Photoshop nè. Các bạn thấy Adobe Photoshop mình dùng 2017 các bạn, nó thật là mình dùng từ khi 3-4 năm trước các bạn. Đấy, giờ mình quen luôn nên mình không đổi cái bản luôn các bạn. Đấy, đây thì có PUBG Mobile, rap các bạn, hiện tại mình đang chơi rap các bạn, chơi cuốn với nồi đặt các bạn ơi. Đó, cái này có Discord, bên này mình check Discord các bạn. Đấy, check thông tin này nó các kiểu là điều đấy các bạn nhá. Đấy, còn bên này thì màn hình chính của mình, màn này 165Hz nên chơi rất phê. Thì sau lưng màn hình chúng ta có một cái em màn hình. Một cái em này thì mình mua khá là rẻ các bạn, gần 400 thôi các bạn này. Nhưng mà nó gắn hai cái màn hình rất là tuyệt vời các bạn. Đấy, nó đang gắn hai màn hình, nó thực sự là rất là perfect các bạn, nên không sợ cái vấn đề mà nó rớt màn hình nhé các bạn. Rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy như đây là màn hình rất là trống trải. Đó, và đây có một cái cam. Vâng, đó chính là một cái cam Logitech gì đó mình quên tên rồi các bạn. Cái này thì được dây tặng các bạn. Ôi, giá nó thì tại thị trường tầm khoảng 2 triệu các bạn. Đấy, nên các bạn thấy biết là cái cam này nó rất là đẹp các bạn, nó quay rất là đẹp, mà chỉ biết nó quay đẹp cỡ nào đó các bạn. Đó, mọi thấy ở đây nó quay rất đẹp nha mọi người. Đấy, cam này nó thật thì nó quay quá đẹp với các bạn này, vì nó là cam tình chiều mà các bạn, của Logitech mà các bạn này. Đó. Ok, thì cho bạn nào hỏi góc bên của mình bao nhiêu tiền ấy, thì mình sẽ nói luôn, nó là tầm khoảng 25 triệu nha các bạn. Đấy, các bạn hỏi nhiều quá nên mình sẽ làm video này luôn nhé các bạn. Đấy, ok, và vậy rồi thì vậy thôi. Nói chung là chả có gì nữa thì mình nghĩ là chắc là kết thúc video tại đây nhỉ. Đấy, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Không quên, đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe. Và đừng quên nhấn vào chung mọi người ơi. Và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Và bây giờ, cảm ơn mọi người. Bye bye và cảm ơn các bạn ở 3 cái sub nha. Và hẹn các bạn ở 5 cái sub sẽ có resub nha mọi người. Bây giờ tạm biệt mọi người. Bye bye. Goodbye các bạn nha.